Alo, mọi người có nghe mình không ạ? Dạ có thế ạ. Ở đây là cái thầy Lợi có gửi cho mọi người nè, cái đường link nè. Mọi người có thấy màn hình mình không ạ? Alo? Đây nè, mọi người có thấy trên màn hình không mình chưa? Alo? Dạ. Mọi người có thấy màn hình của Vâng, mình thấy không? thế ạ thầy. Ở trong cái nhóm của mình á, Có mọi người sẽ vào trong này nè. Ở đây nó có cái file nè, cái file là Drive Google này. Mọi người mở ra, mà mình có dán trong cái cửa sổ này thì mọi người thấy là đây là nó có cái phần link của phần mềm mà thầy Phương gửi Office 2019 nè, Storyline nè, Filmora nè, Slide nè. Đó thì mọi người sẽ tải cái này về Office 2019 nè, mọi người sẽ tải về. Một là mọi người sẽ tải nguyên cái bộ này, mọi người chấm vào đây nha. Còn mọi người bấm tải xuống cái này là nó tải hết toàn bộ. Mọi người chờ nó nén lại, nó tải toàn bộ nhưng mà nó rất là lâu nha. Nó rất là lâu, nó rất là nặng. Còn đây là trong Office 2019 nè. Mọi người thấy là trong Office 2019 mà thầy Phương gửi cho mình nó gồm ba cái file. Một là cái file video cài đặt Office 2019 nè. Hai là cái hướng dẫn cài đặt Office bằng file Word. Và ba là cái chính là cái file mà Office này nè. Thì cái này nó tải rất là lâu. Nó tải rất là lâu nha. Nó phải mấy ghi lận. Do đó là thầy cô bấm vào đây. Sau đó click chuột phải, bấm tải xuống nha. Đó, bấm tải xuống. Trong khi đó, sau khi mà tải xuề xuống rồi á, thầy cô sẽ thấy là nhấp nút vào. Cô nhấp nút vào. Thì đây là tại vì mình dùng cái bản quyền nên là mình không có tải cái này về. Đó, nên thầy cô nhấp nút vào và nhấn setup. Setup bình thường thì khi thầy cô tải về máy á thì các cơ thầy cô thấy là nó sẽ là ví dụ như mình đang tải nè. Nó đang là 1,4 GB nè, nó rất là nặng. Đó, thì là mình đang tải cho thầy cô xem nè, thấy chưa? Nó tải về nó chạy nó rất là 4,5 MB nè. Và hiện tại nó đang tải với mới được 1,5 GB thôi, gigabyte thôi. Thì sau khi thầy cô set up cái này tải về máy rồi á, thầy cô thấy nó lưu về, thầy cô sẽ nhấn, khi tải về thầy cô nhấn vào. Thường tất cả các cài đặt mà ở trên ổ C á, thì các thầy cô nên là click chuột phải. Đó, ví dụ như giả sử một cái phần mềm nào đó, thầy cô click chuột phải và thầy cô sẽ chọn là Run Administrator, có nghĩa là chạy với quyền là quản trị viên á, thì nó sẽ tốt hơn. Đó. Sau khi mà thầy cô setup xong, sau khi thầy cô setup xong, thì thầy cô đừng gọi là tắt cái phần mềm đi, và người ta yêu cầu là key hay gì đó thầy cô tắt đi, thì thầy cô sẽ mở cái file này lên. Đây ví dụ nha, đây mở cái file file Word lên, thì nó có một cái cách để thầy cô có thể là làm như sau. Đây mình ví dụ nha, sau khi cài đặt xong nha, đó thì thầy cô sẽ thấy là mình hướng dẫn cái cài đặt nè, cái này nó quan trọng nè, cái khúc này quan trọng nè. Thầy cô cài xong hết rồi nha, cài xong hết rồi thì thầy cô mở cái file Word này lên. Rồi các thầy cô chờ một xíu nha. Rồi thầy cô mở ra thì chị cô thấy là người ta hướng dẫn cài đặt sau nè. Đầu tiên là trước khi thầy cô mà bấm cài đặt á, thầy cô vào Windows Security nè. Mình đang dùng bản Win 10 nha, nha. Đó, bước đầu tiên là thầy cô vào đây nè. Nha, thầy cô bấm nè. Thầy bấm cái hình mà có cái kính lúp này nha các thầy cô. Cái hình kính lúp nè, cái này là mình làm trước khi mà mình cài đặt á. Mình bấm bấm vào đây. Nha. Các thầy cô sẽ bấm là Windows Security thì nó sẽ ra như thế này. Nhá. Thầy cô sẽ bấm là ở đây là ở đây người ta nói là bấm gì? Bấm vào cái Windows Security đúng không ạ? Bấm vào setting thì thầy cô bấm vào ví dụ như là
Đây bấm open đây. Rồi. Thầy cô thấy là bước thứ hai là mình chọn virus và threat protection. Có nghĩa là cái việc mà bảo vệ gọi là cái virus đó. Đó thì thầy cô thấy ở đây mình sẽ bấm vào cái tab đó và mình sẽ là gì? Ẩn cái gọi là ẩn cái chọn manage setting nha. Đây. Thầy cô thấy không ạ? Đây là cái khu vực này nè. Đây nè. Đây nó có cái virus threat protection đây, thầy cô bấm vào đây. Thì đây thầy cô thấy là bấm virus protection thì thầy cô thấy là hiện tại thì mình đã gọi là mình ẩn nó đi rồi. À, đó. Bây giờ thầy cô nhìn xuống đây, thầy cô thấy cái chữ là manage setting đây nè. Manage setting mình này là mình đã turn off rồi á. Thì mình đang turn off. Thì mình thầy cô bấm vào đây, manage setting. Nó có cái phần real time protection này nè. Thầy cô tắt đi. Thầy cô off đi. Đó. Như vậy là thầy cô khi mà trước khi cài thì thầy cô phải vào đây thầy cô tắt cái off này đi mới được. À, thì nó mới cài được. Đó. Nghĩa là vào virus threat protection setting thì cô chọn manage setting. Xong rồi thầy cô bước thứ tư. Đó là thầy cô sẽ chọn tắt cái real time protection đi. Off nó đi nha. Đó, thầy cô tắt real time protection như mình đó. Đây. Mình đã nói nè, đây. Real time protection nè. Mình off nó đi. Mình bấm vào nó đang xanh lên đó, mình bấm off thì nó sẽ báo cho mình là real time protection is off. Và sau đó mình mới cài nha, mình mới cài. Khi set up mình cài xong á. Rồi. Bước đầu tiên là bước này nó quan trọng nè. Các thầy cô sẽ thấy trong cái file Word mình nó có nè. Sau khi cài đặt xong Office 2019, sao chép đoạn mã trong link dưới đây. Nha, sao chép đoạn mã trong link dưới đây. Thì thầy cô sẽ bấm vào cái chữ tại đây nè. Hoặc là thầy cô sẽ bấm đây nó không. Đây nếu mình mở trên có cái đoạn mã ở đây trong file Word này nó không có đoạn mã này. Để mình copy thử xem. Rồi, bây giờ mình chỉ cho thầy cô một cái cách làm nha. Là thầy cô sẽ copy cái đoạn mã này nè. Ê, quên copy cái đoạn cái link này nè, TST nè. Thầy cô bấm nè, copy, đúng không ạ? Rồi thầy cô sẽ vào một cái gọi là cái trình duyệt web á, Google Chrome hay gì cũng được. Thầy cô dán vào. Đây mình tắt cái này đi nha, mình tắt cái này đi để mình hướng dẫn cho thầy cô nè. Ví dụ như bây giờ mình đang dùng trình duyệt web này, mình sẽ dùng một cái trình duyệt web khác đi. Ví dụ là thầy cô không quen dùng ha. Đây mình dùng cái trình duyệt là Google Chrome đi. Hay mình mở trình duyệt Google Chrome lên. Đây mình mở Google Chrome lên nha. Bất cứ trình duyệt web nào cũng được nha thầy cô. Rồi, thầy cô dán vào đây. Đó, thầy cô dán vào. Rồi thầy cô enter. Thì nó sẽ hiện ra một cái gọi là đoạn mã. À, đoạn mã này nha. Thầy cô bấm là Ctrl A. À, nó sẽ hết. Nó sẽ bôi đen hết luôn. Thầy cô bấm là sao chép hoặc là Ctrl C. Sao chép. Được chưa ạ? Đến bước này thầy cô hiểu chưa ạ? Alo? Dạ rồi ạ. Hiểu chưa ạ? Dạ rồi. Rồi, xong rồi, thầy cô sẽ mới ra màn hình nha. Thầy cô ra màn hình nè. Đây ra màn hình nha. Cô nhớ nè, bước này quan trọng nha. Thầy cô ra màn hình. Thầy cô sẽ bấm click chuột phải. Click chuột phải. Rồi. Thầy cô chọn chữ new. À new nha. New nha. Đây nè, click chuột phải chọn new. Rồi chọn cho mình là test document.
test document nha. Đây là tiếng Anh nha, còn có nghĩa là bản tiếng Việt nghĩa là tài liệu văn bản gì đó nha. Hãy cô bấm vào đây. Rồi. Nó mở ra một cái này. Rồi không? Đúng rồi. Thầy cô mới nhấp nút vào. Rồi, thầy cô nhấp nút vào. Rồi. Thầy cô sẽ nhấn vào đây. Đấy. Copy cái đoạn mã hồi nãy. Đúng chưa? Copy đoạn mã hồi nãy. Sau đó, thầy cô sẽ bấm file. Nhắc lại nha. Copy cái đoạn mã hồi nãy trên mạng đó. Mình bấm file. Xong mình bấm save as. Bấm save as. Và mình sẽ lưu ở đây là tên như sau. Office. Thầy cô nhìn nha. Office này là chữ O đầu là viết hoa giùm em nha. Đó. Chấm CMD. Được chưa thầy cô? Mọi người nghe tới đây kịp chưa? Dạ rồi thầy. Rồi, xong thầy cô sẽ rồi bấm. Thầy ạ. Rồi thầy cô bấm save. Nha, save. Đây nè. Nhớ nha. Office 2019 chữ O viết khoa đi. Rồi bấm CMD. Rồi. Thầy cô tắt. Bây giờ trên màn hình thầy cô sẽ thấy là nó xuất hiện cái file là tên là Office 2019 chưa ạ? Chưa. Đó. Và thầy cô sẽ bấm cái này. Nhấn quét chuột phải vào. À, và bấm là Run as Administrator cho em. Nha. Yeah. Lại nè. Thầy cô bấm vào cái nút Office, bấm vào cái file vừa mới tạo á. Rồi, chọn chuột phải, quét chuột phải, chọn Run Administrator. Nha. Yeah. Và nó sẽ ra như sau. Cái này á, tại bởi vì em cài, em dùng bản gọi là bản quyền rồi nên là em không có, em sẽ chiếu cái video cho thầy cô xem là nó sẽ ra cái gì. Nó sẽ ra cái này. Sẽ chờ xíu. Để em coi thử là cái phần cái video nó nằm đâu. Đây. Sau khi tải phần mềm về xong thì chúng ta mở ra. Đây nè, thì em nói với thầy cô luôn là cái chỗ này. Là em đã tải về được cái phần mềm gọi là, đây nè, em tải về được cái phần mềm của 2019 này này. Đây, nó nằm đây nè. Rồi, thấy chưa? Cái phần mềm áo phía là 2019 nằm đây nè. Thì sau khi mà thầy cô đã tắt hết rồi á, tắt hết cái virus gọi là Android thì thầy cô đã nhắm vào đây. Đây là một cái gọi là đĩa ảnh á, nó một cái file mà nó đã gọi là nó bị nó gọi là tạo một đĩa ảnh á, thì cái thầy cô thường cài đặt thầy cô sẽ bấm vào đây, nhấp nút vào luôn. Đó, thầy cô nhấp nút thì thầy cô thấy cái file setup không? Đây nè. Đó, cái này em nhắc lại là gì? Em không có dùng cái bản crack nên là em không có chạy cái này làm gì. Mà thầy cô khi nào thầy cô thấy cái đuôi application một setup cái gì đó, thầy cô nhấn vào và thầy cô sẽ chọn là Run as Administrator là chạy với quyền là quản trị viên á, thì nó sẽ tốt hơn và nó sẽ mình sẽ cài cho ổ C đó. Thì thầy cô cứ bấm vào đây nhé, nhắc lại nè, thầy cô bấm setup nè, sau khi cài về nhấp nút vào nó sẽ hiện ra cái này và thầy cô sẽ bấm vào setup.
và click chuột phải chọn Run Administrator để mà cài. Cài khi nào nó báo thành công rồi thôi. À, chừng nào nó up, nó download hết tất cả mọi thứ thành công rồi thôi. Đây, ví dụ như thầy Phương có hướng dẫn nè. Và sẽ có cái file setup này. Được việc click vào cái file setup thì nó sẽ tiến hành chạy file cài đặt. Đó. Bạn sẽ thấy sau khi mà thầy cô thấy là mình được cài đặt rồi. Sau khi hiển thị bảng. Nó báo là thế này. You are all set. Office is installed now. Tất cả đã được cài đặt. Office đã được cài đặt. Thầy cô bấm close. Có chữ là all set đó. Xong. Sau đó giờ chúng ta sẽ mở có PowerPoint thứ. Đây là mình mở thử rồi. Rồi câu mình sẽ nhập. Và khi thầy cô nếu có hiện ra cái này, nó để là enter your product key á, là thầy cô đừng bấm, thầy cô bấm tắt đi. Bấm nhấp X tắt đi hoặc là bấm chữ back. À, đừng có cài vào. Phần office này này. Thì chúng ta sẽ vào. Đây nè, như em nói nè. Đó, cái bước hồi nãy đó, thầy cô cái file Word á, thầy cô copy cái đoạn test này nè. Thầy cô dán lên một cái tab ở trên gọi là Google Chrome hay gì đó, lập tức nó sẽ hiện ra một cái bảng mã, thầy cô copy cái mã. Và thầy cô sẽ đường link ở bên dưới thì Phương sẽ để cho thầy cô một cái copy nguyên cái đoạn này luôn nha. File, lên. Có được cái file mà nó chưa đó. Mã như này. Thầy cô copy lại cái đoạn mã này nha, đoạn mã này. Và bấm vào chuột phải vào màn hình trống á, chọn new document. Sẽ copy toàn bộ cái mã này. Dạ, mình copy ha. Rồi sau đó mình chọn new nè. Ra màn hình trống nè, màn hình desktop nè, mình chọn new. Và chọn new text document. Mình chọn text document nè. Đó. Đã. Sau mình tạo ra và mình sẽ nhấp đứt vào cái file đó luôn, nhấp đứt vào cái file đó luôn. Sau khi nhấp đứt cái file đó thì mình sẽ vào ở trong cái file đó, mình dán lại Ctrl V, mình dán vào nha. Xong mình bấm save as. Sau khi dán cái file này xong thì chúng ta sẽ, đây các bạn có thể đọc theo cái hướng dẫn ở đây, chúng ta chép nó vào, sau đó thì vào file save as này 2019. Cái này quan trọng nè, thầy cô em nhắc lại một lần nữa là thầy cô lưu save as, file save as, thầy cô nhớ là chữ office, chữ O đầu viết hoa nha. Em đã thử một lần rồi, office mà viết thường là không làm được. Ở đây đặc biệt là chữ office 2019.cmd này, chữ O này viết hoa mới được. Chứ hồi bữa em thử một lần cho một cô nào đấy không làm được. Đó là phải nhớ office 2019.cmd là viết hoa lên. CMD. Nhớ là thầy cô nhớ office ăn chiếm hơi đê nha. Hồi bữa là cái file này thì thầy Phương nói là thầy Phương đánh office viết thường nhưng mà không được đâu. À, viết hoa thì em thấy mới được. Và click. Sau đó thì thầy cô sẽ tắt toàn bộ phần office đi. Đăng mở trên máy tính và click vào file office 2019.cmd vừa tạo. À, hồi nãy em hướng dẫn cái thầy cô đó. Nha. Là trên màn hình của mình á. Đây. Đây là trên màn hình của mình nè. Nha. Em nói lại là trên màn hình của mình. Cô thấy là đây cái file mình tạo rồi đây. Mình đắp vào. Và mình nhấn chuột phải. Xong chọn Run as Administrator again. Đây. Mình nhấn vào thì mình sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện ra một màn hình đen. Và chọn Run as Administrator. Rồi bây giờ mình sẽ mở hết xem có cái office nào mình đang mở không. Tất cả các cái office đều đang tắt rồi. Đây as Administrator. Bấm vào yes. Cái màn hình đen đó, sau khi mà thầy cô gọi là thầy cô bấm Run Administrator màn hình rồi, cái một màn hình đen nó sẽ chạy ra. Nó chạy ra và nó sẽ nhấp nháy con trỏ thế này. Và thầy cô nhớ là nó sẽ chạy suốt luôn. Chạy đến chừng nào nó hiện ra cái dòng này. Và thì sau đó thì thầy cô để ý nè. Ban đầu nó sẽ nói rằng là
The connection is to my KMS server failed trying to connect another one. Kể nó. Những cái quan trọng này quan trọng nè. Cái dòng mà product activation successful. À, product activation successful. Thì cái dòng này nếu mà thầy cô thấy cái dòng này rồi thì coi như là thành công. Và thầy cô không đánh gì vào trong cái này hết nha. Nó hỏi là would you like to visit my blog? Kệ đó. Thầy cô chỉ việc tắt đây thôi là coi như thành công. Và thầy cô sẽ thầy cô sẽ mở lại bình thường. Mở Microsoft Word ra bình thường. Và mở Microsoft mình thử các phần mềm của Microsoft á, Word hay PowerPoint ra là xong. À, thì sau đó thì chúng ta sẽ nhìn này, dòng chữ này. Đó, nó nếu mà nó báo gì là thành công là chúng ta đã làm xong. Vậy chúng ta sẽ tắt cái này đi. Bây giờ chúng ta sẽ mở lại cái file PowerPoint. Cài mở ra. Đó. Nó đã không còn cái. Thấy chưa? Thầy cô thấy không? Sao mình cài xong nó như vậy? Như vậy thì cái việc mà thực sự mà nói bài ngày hôm nay á, mà mình hướng dẫn thầy cô thực ra là nó chỉ khó ở cái chỗ mà đoạn mà gọi là mã thôi. Chứ còn thực ra là nếu thầy cô quan trọng là thầy cô phải phải xem cái video của thầy Phương thì sẽ là làm được. Tuy nhiên có một cái mà mình lưu ý là các thầy cô trước khi mà thầy cô mà gọi là muốn cài Office 2019 á, là thầy cô phải gỡ cái cũ ra. Thì gỡ cái cũ ra thì thầy cô không thể mà, nếu mà các thầy cô gỡ bằng control panel như thế này á, đây nè, ví dụ như thầy cô bấm là control panel đúng không ạ? Mà thầy cô bấm là control panel rồi thầy cô chọn gọi là gì program đúng không? Thầy cô chọn program này, uninstall program này á, thì khi mà thầy cô chọn cái này á, thầy cô muốn uninstall thì thầy cô uninstall program này, nhưng mà khi mà uninstall kiểu này á thì nó lại không có, nó còn những cái file gọi là những cái file ẩn á, file tìm dưới nó không có tốt, thì thầy cô phải dùng một cái phần mềm khác để mà uninstall. Thì các thầy cô có thể lên trên mạng á, mình search ha, cái phần mềm nó tên là Do Uninstaller. Đây cái phần mềm ở trên màn hình của em đây, nó có một cái icon nó màu xanh á, và nó có cái hình cái shield á, là cái hình cái nó giống như là của Microsoft Windows Security nè. Đó thì thầy cô tải cái này về, tải cái phần mềm Do Uninstaller này, thì phần mềm này nó giúp cho mình nó là gọi là tháo ra được, gỡ cài đặt ra những cái phần mềm nào mình không sử dụng một cách sâu nhất, là nó sẽ tháo những cái file ẩn á, để nó không phát hiện ra là mình dùng những cái file crack hay là ẩn ra đi, là những cái để mình gọi là mình không có bị phát hiện ra là crack hay là gì đó, thì tốt nhất thì mình nên gỡ bằng phần mềm cho uninstall này, installer này. Đó thì cô thầy vào đây thấy là hiện tại là ở phía trên của em đây, nó sẽ hiện là những phần mềm vừa mới cài đặt nè, newly installed program nè, regular program là những phần mềm mà em đang dùng hiện tại nè. Đó thì các thầy cô muốn mà không dùng phần mềm nào á thì thầy cô sẽ bấm vào và mình sẽ uninstall cái phần mềm đó. Và ví dụ như em ở đây thì em còn dùng khá là nhiều cái phần mềm. Đó, thì thầy cô bấm vào, thầy cô bấm uninstall thôi. Ví dụ như là giả sử thầy cô không thích cái phần mềm này, chẳng hạn, thầy cô bấm uninstall. Và thầy cô, ví dụ như là thầy cô chọn ha, thầy chọn cho em normal mode nè, thầy cô bấm next thôi, bấm next chừng nào mà nó uninstall hết thôi. Và sau đó thì mình sẽ khởi động lại máy và hoàn tất nha thầy cô. Đó, thầy cô nhớ là phụ dùng phần mềm do uninstaller. Ở đây thì Zoom nó đang báo là không biết là hết cái thời gian mà mình share với nhau, không biết là mọi người có còn thấy em đúng không ạ? Alo. Dạ thầy thế ơi. Bây giờ thì xin lỗi các thầy cô, là bây giờ thực ra là nói là mình hướng dẫn các thầy cô cài Office thôi, còn mấy cái phần khác á, thầy cô cũng tài tương tự như vậy thôi.
Đây mình đang nói các thầy cô như sau nè. Đây là cái phần mềm mình tải của thầy Bùi Duy Phương về rồi nè. Ở đây nó có phần mềm Photoshop và Illustrator nè. Nhắc lại nè, các thầy cô cứ vào ở trong cái phần mềm của thầy Phương á, phần mềm Photoshop và Illustrator đó, thì các thầy cô cứ tải về thôi. À, nó không có gì khó cả. À, trong cái Zalo đó, Zalo mà mình nói á, đây nè, ở trong này nè, à, cái đường này á, là của thầy cô Hường á, thì ở trong đây nó có nè, đây nó có cái phần mềm, những phần mềm của thầy cô gửi nè, Filmora nè, Storyline nè, Chính Slide nè, thầy cô cứ download về, à, và mở bình thường thôi, xong giải nén ra. Mình nhắc lại là thầy cô mở về nha, thầy cô đang download về như là phần mềm Photoshop Illustrator nè, rồi thầy cô bấm chuột phải nè, thầy cô bấm Extract Here, à, giải nén ra thì nó sẽ vào đây, ví dụ đây đó. Xong rồi thầy cô muốn cài cái gì á, thầy cô bấm vào đây và thầy cô cứ bấm giùm em là Run as Administrator, là chạy với quyền quản trị viên, rồi sau đó thầy cô cứ bấm liên tục là cài được thôi. À, hai cái này tương tự như vậy đó. Thậm chí là đối với Filmora cũng vậy thôi. Filmora thì thầy cô cứ mở ra nha, thầy cô cứ bấm này, em ví dụ nè, ví dụ thầy cô bấm chuột phải nè, thầy cô bấm Extract Here, đây đó, Extract Here, à, nó tự động, và thầy cô phải đọc cái file hướng dẫn nha, đọc cái file hướng dẫn. Đây là cái file của nó nè. Đó, thầy cô thấy là setup không? Khi nào mà thấy file setup thầy cô cũng vậy, cũng bấm và bấm vậy, chọn là Run Administrator. Khi cài á, bất cứ cài phần mềm nào thầy cô cũng cài như vậy là tốt nhất. Và sau đó thầy cô coi cái file hướng dẫn cài đặt Filmora. Đây. Đó, đây thầy Phương có cái YouTube nè, các thầy cô coi trên YouTube và sẽ cài đặt. À, như vậy. Còn bây giờ thì em xin phép là em phải đi đón con á, rồi em về cho rồi phải đem cơm theo cho con ăn, rồi rồi chở con đi học nữa, nên là em xin phép ngừng tại đây nha. Thầy cô có muốn nhờ hỗ trợ gì thêm thì thầy cô cứ nhắn qua Zalo đó, thì em bây giờ phải đi đón con rồi. Bây giờ là vợ chồng mỗi người phải đón một đứa. Hai đi học hai nơi khác nhau, rồi cho ăn, rồi xong rồi về, trở về tắm rửa, rồi trở đi học nữa. Nên là em thông cảm, thầy cô thông cảm nha. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Rồi, ok. Bye bye các thầy cô nha.